Đây này anh em này. Cái chòi mòi này hôm bữa tôi quay là tôi ghép cho nó thì tôi cũng chia sẻ là tôi cũng chưa ghép chòi mòi lần nào đâu. Thì đối với những cái cây mà ví dụ như là mình đào về mà thấy nó có hoa là cái đực ấy, thì mình chủ động mình lấy cái cành của cái cây có trái mình ghép luôn. Đây này, tôi thì có cái cây này thì tôi nhìn thấy nó là cái đực này này. Mà nó cũng khá đẹp đấy. Người ta không chặt người ta vẫn đi nhưng mà là lấy về thì tôi cũng lấy một cây cành rất sai trái tôi ghép ra thì không ngờ nó dễ ghép thế anh em ạ. Đấy, vừa rồi ghép bằng lăng thì hỏng nhưng mà riêng chòi mòi này thì hình như là nó đậu 100% luôn. Đấy, anh em thấy không? Đây, những cái cành là nó phun ra ngoài rồi này. Ghép bằng cái bì ni lông tự hủy này thì khi mà nó sống thì nó tự nó phun ra ngoài anh em ạ. Đây, mầm nào cũng sống, không có mầm nào hỏng hết. Thì ghép chòi mòi thì tôi đây này, mình cắt cái mầm cũ đi nhá. Xong là mình lấy dao lam ấy, dao ghép ấy. Mình chẻ một đường đây. Rồi mình vót nhọn cái bo ghép này anh em ạ, xong găm nó vào. Găm nó khít một một mặt da thôi. Nó to nó nhỏ thì mình cứ cho hai bên da nó ăn với nhau. Còn bên này nó dư kệ nó. Thì quấn vào thì nó là ok thôi. Nó cũng như là ghép cóc, ghép gạo, ghép bằng lăng thôi. Rất dễ luôn. Có cái mầm dưới cùng rồi này. Nó đang chuẩn bị đổi lên rồi. Tôi cũng không ngờ là ghép chòi mòi nó dễ thế này. Đâm ra là những cái cây mà anh em mà trồng lâu năm mà nó không có trái thì anh em xin cái bo ghép về anh em ghép nhé. Nó rất là dễ đấy. Cây này là cây tôi lấy cái mầm của cây cực sai quả luôn. Đợt này mà ra quả thì rất là ok. Đấy, gốc đẹp cái này mà chả người ta đào chặt vất đi để dưa vườn xin về. Thế mà cuối cùng lại được cây ngon. Đây anh em ạ, tiện thể thì tôi cũng chia sẻ luôn là cách ghép này, nhiều anh em là mình nói thì nhiều anh em lại không hiểu. Tiện cái video này thì có những anh em mà gặp cây có đực thì tôi ví dụ nhá. Đây, ghép thì mình cắt như thế. Đây này anh em này. Mình lấy một cái mắt đây này. Đấy, cái bo mình lấy một hai mắt thì xong rồi chẻ nó ra. Lấy dao sắc vào. Đây này, vót thế này này anh em này. Vót dấu cái lêm ấy, đấy. Như này. Tiếp theo là chẻ cái này ra. Nếu mà nó bằng nhau này thì nó dễ này anh em này. Còn cái cây nhỏ, cây to thì mình cứ lấy một mép này, này nó ăn vào nhau là được. Sau đấy thì nếu mà anh em ghép thì anh em phải mua cái bì tự hoại đây này. Nó tự hủy. Đấy, cuốn nó lại. Đấy, cuốn để chống cái nước mưa nó vào anh em ạ. Thì nó sẽ tự nó đâm ra. Thế này là ok rồi. Và đặc biệt là cái ghép là mình cái lúc mà mình đừng có để cho cái cành này nó dính nước mưa anh em ạ. Nó không ướt, nó khô ấy, trời nắng ấy, là mình ghép. Chứ còn nếu mà mưa này là không nên ghép anh em nhé. Hôm bữa tôi cũng ghép vào mùa mưa đấy, nhưng mà cái hôm đó nó nắng anh em ạ. Thì mùa này thì nói chung là cứ phải nắng được 1-2 ngày thì ghép thì nó tốt hơn. Trời mòi này thì tôi thấy là ghép lần đầu nhưng mà nó rất là dễ anh em ạ.